Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, tại khu dân cư mới thuộc xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con 5 chỗ đã đâm vào người đàn ông đi xe máy, khiến một người đàn ông gãy chân tại chỗ. Vào thời gian nói trên, xe ô tô Honda mang biển số 89A07406 do Nguyễn Văn C, trú tại phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên điều khiển, đi trong khu dân cư mới đến ngã tư Giao Cắt thì đâm vào xe máy do một người đàn ông quê tại huyện Phú Cừ điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông đi xe máy bị gãy chân. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, người dân đã kịp thời sơ cứu cho nạn nhân. Được biết, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hưng Yên đã tới hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo số liệu của Ban An toàn giao thông tỉnh, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 7 người. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, 29 người bị thương. Trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng phát hiện xử lý 1.472 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 3 tỷ đồng, tạm giữ 534 phương tiện, tước 135 giấy phép lái xe. Trong đó, đã phát hiện xử lý 169 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 900 triệu đồng. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp tham gia giao thông chưa đúng quy định, luật giao thông đường bộ, nhất là chủ phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Trong thời gian qua, trên các tuyến đường tỉnh lộ, nối với các quốc lộ nơi mà các chủ phương tiện vận tải thường lợi dụng để chở hàng quá tải trọng gây mất an toàn giao thông. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần có kế hoạch về việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, nhưng xe chở quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng vẫn ngày đêm ngang nhiên hoạt động trên nhiều tuyến đường, gây mất an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị. Khi bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính với lỗi chở quá tải trọng, tài xế nói thường tìm các lý do để bao biện. Em đang chạy thì không biết trên đường thì do các bác dừng lại thì không biết là em có vấn đề gì hay là xe làm sao thì các bác cho dừng xe em lại để kiểm tra. Giấy tờ em lại không mang, chở nó tải thì nó cũng hơi quá một chút. Thì qua cái kiểm tra và xử phạt là mức cũng hơn 6 triệu gì đấy. Ở quá tải này do chủ tôi bảo vậy nên là tôi đã chở quá tải sang, tôi bây giờ biết được các anh đã tuyên truyền như này rồi, tôi biết rồi tôi sẽ chấp hành không chở quá tải nữa. Thời gian qua, tình trạng xe chở vật liệu xây dựng, cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng có chiều hướng gia tăng. Nhiều tuyến đường, xe chạy cả ngày lẫn đêm, vật liệu, dây vãi, bụi bẩn gây mất an toàn giao thông. Để lập lại trật tự an toàn giao thông và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông đã tổ chức ra quân tăng cường, đặt trạm cân để xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong 4 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã xử lý trên 200 trường hợp, phạt tiền 1,2 tỷ đồng. Qua tuần tra kiểm soát cũng đã phát hiện ra là một số xe là chở quá tải, thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc sở giao thông và cũng như là các kế hoạch của thanh tra, thì lực lượng thanh tra đã có phối hợp với chính quyền địa phương cũng như công an tỉnh ra quân đồng loạt để xử lý trên các tuyến đường như quốc lộ 39 rồi là các tuyến đường D của tỉnh quản lý. Thì trong khi tuần tra phát hiện vi phạm thì lực lượng thanh tra đã kiên quyết xử lý. Theo kế hoạch ra quân, các đơn vị như thanh tra giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và các huyện, thành phố sẽ tổ chức đợt cao điểm thực hiện chuyên đề xử lý xe chở hàng quá khổ quá tải, bến bãi kinh doanh gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý nghiêm. Đây cũng là một trong các giải pháp quan trọng góp phần làm giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân cũng như giảm thiểu các vi phạm trên lĩnh vực giao thông, lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.